đưa bằng kia đó. Nó nãy đang nhìn anh nói chuyện mà. Hello, anh đang ở đâu vậy? Đang đi chợ. Trời ơi, có cái em này mới lên nè, đẹp gái lắm, muốn kết nối với anh nè, anh thấy sao, muốn nói chuyện liền không? Kiếm chỗ nào mát mát ngồi nói chuyện đi. Lại bóng cây nào đó ngồi nói chuyện, gỡ nón bảo hiểm ra đội đi cho đỡ nắng, cậu mấy đội luôn đi cho nó không có nắng. Ngay bụi cây chung vô coi có ổ kiến không nha ông nội. Chú còn sức khỏe không hả? Dư còn dư sức khỏe luôn hả? Leo cây dừa nổi, leo cây dừa nổi không? Ở 50 ký còn giác luôn hả? Nổi tuốt rồi, nổi tuốt chân hả? Leo vừa nổi leo mấy quận chú. Leo cái vừa mấy quận. Leo lên tuột xuống rồi leo lên nổi không? Nhắm bẻ hai trái nổi không? Nhắm bẻ hai trái vừa nổi không? Bây giờ cho hai người nói chuyện nha. Tới nó không nổi thì thôi. Rồi. Chào anh. Nè, cầm luôn. Hỏi thăm hỏi tới luôn. Hỏi đi. Anh đang đi chợ hả anh? Anh ở dưới nhà, chạy lên đi chợ. Dạ. Sáng giờ làm công ở Bình Dương. Mới về. Dạ. Anh ở dưới nuôi tôm hay gì anh? Nuôi tôm, cua, những loài. Nhà anh ở gần chợ không? Bây giờ nhà anh lên chợ cách hơn cây, khoảng cây rưỡi. Ủa sao anh nói không nghe? Anh làm nghe chưa? Dạ nghe. Em quê ở đâu? Em ở An Giang. Ở An Giang hả? Dạ. Ở An Giang ở huyện nào? Em ở huyện Chợ Mới. Mới An Giang. Năm nay gì? Dạ, em tuổi Tý, sinh 1972, năm 2 tuổi. Năm Tý hả? Dạ. Sao anh nói sao tình trạng hôn nhân của em á là như thế nào? Em ly hôn, em ly thân thì hơn 10 năm rồi, ly hôn thì 2 năm. Vậy mà cũng như 12 năm rồi. Được mấy bé? Dạ em hai đứa con lớn hết rồi, đứa lớn thì trai năm nay cũng ba mấy tuổi, rồi gái cũng gái út cũng ba mấy tuổi rồi, 31-32 tuổi. Thì em ly hôn thì nhà riêng thì để cho con trai, rồi gái em thì nó mua đất cắt nhà bên Long Xuyên nè, rồi giờ em về bên đây em ở với nó ở Long Xuyên á. Biết Long Xuyên anh có đi luôn đó đâu, hai lần. Dạ. Cùng với con gái. Dạ. Nó chứ tình vậy thôi chứ đâu có làm gì hết. Dạ thì em ở nhà coi cho cháu ngoại nó đi học với cơm nước nhà cửa vậy đó. Thì anh được mấy người con? Anh thì đông lắm, 6 đứa lận mà lớn hết rồi.
ba là bốn chút. Sao anh nói chuyện dập dập khó nghe. Cái điện thoại không vậy đó. Sáu đứa, bốn đứa thì nó có gia đình riêng, còn hai đứa là ở chung với mẹ nó, còn anh là ở mình nè. Dạ. Thì anh với bà xã ly hôn lâu chưa? 16 năm rồi. 16 năm rồi, rồi mấy năm nay có gặp được bà nào nữa chưa? Không, anh sống một mình à, rồi cũng có tìm hiểu một vài người mà không có hợp. Rồi chứ ở quê á, mình tiếp xúc. Dạ. Nhà lắm mình tưởng nên chứ hơn nữa anh sống nội tâm khép kín, anh không có ít đứa đi chơi, anh tiếp thì cái máy điện thoại anh để xa lắm sao mà nói chuyện nó khó nghe lắm, lập dập á. Anh để gần chứ mà chắc tại ở với anh là sống yếu á. Dạ. Ủa anh ở dưới đó là kêu chỗ gì? À, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Em là con nào vậy? Dạ. Số điện thoại em là mạng gì? Theo hay Vina hay là Mobi? Của em Mobi. Cái máy này máy của anh Minh Hoàng. Chắc quá rồi, anh nói số điện thoại rồi có gì thì anh với em gọi số nói chuyện với nhau đi rồi coi nó như thế nào. Dạ thì có gì thì anh xin số của anh Minh Hoàng. Anh Minh Hoàng có số em á. Rồi rồi. Anh dạ rồi rồi anh thấy em có được không? Bây giờ trước tiên cái này á, thì nó được là phải 8 năm rồi, nhưng mà đổi á, cái gì cũng phải ra tìm hiểu. Dạ dạ. Tình cảm thì nếu mà mình cũng giỏi quá thì nó cũng không tốt. Dạ. Đổ dở hết một lần rồi nên bây giờ á, là bước nữa thì nó phải đi đến cuối đời. Anh nhậu nhiều không? Anh biết nhậu không? Anh bị ít nhậu lắm. Có nghĩa là đám tiệc chút ít là còn thuốc lá đồ cà phê đồ anh không uống. Hên hả? Hên dữ hả? Quán cái đồ này kia nọ anh không có đi đâu hết á. Tối thì ở nhà giữ vuông giữ sò đồ vậy à. Anh có sống gia trưởng không? Anh chống thời buổi giờ là không có gia trưởng em ơi. Đàn ông gia trưởng bây giờ không có ai thích trơn á. À này trưởng thế giờ con có em để nó là có nó được. Cái điện thoại ổng gì cái điện thoại của anh sao nói chuyện nó khó nghe quá hả? À? Anh xài mạng gì ạ? Cái này anh xài mạng Viettel mà tại vì ở anh ở xa ở gần dưới biển á đừng nó mạng nó kém. Dạ vậy anh ở đó biển gì ạ? Biển Bình Đại là cái khu Thừa Đức Bình Đại Bến Tre. Ờ với Bến Tre hả? À. Vậy anh ở đó nước mặn hay nước ngọt vậy anh? Biển mặn nước mặn. Anh ở vùng nước mặn à. Có nước máy không? Đó có nước mình có sử dụng nước máy không? Sử dụng là mạch nước ngầm là mùa nắng, còn mùa mưa thì sử dụng nước mưa không à. Dạ. Mưa thì mình có bồn mà mấy ngàn lít đó, thì mình mua bồn thì mình hứng đó rồi mình sử dụng. Dạ. Nãy đứng hợp.
Vậy là anh đang ở ngoài đường hả? Đường nè, xung quanh nè. Còn nhà nó gần chợ không? Thì cách chợ hơn cây số à, khoảng cây rưỡi đó. Trước ở đây thì đất không có nước là đụng, rồi bây giờ mới có cây ạ. Thì em cũng, anh Minh Hoàng cũng có đăng cái clip em lên rồi nè. Rồi anh có rảnh thì anh mở anh xem đi. Rồi thấy được thì anh xin số của anh Minh Hoàng. Rồi các bạn nói chuyện với em, tìm hiểu thêm. Rồi rồi dạ. Dạ, bye bye anh. Rồi để anh về nhà để đứng ngoài nắng hoài anh nói chuyện. Rồi rồi. Rồi sao thấy được không? Thì coi như là khoảng 70-80%. 70% hả? Y như cái ý muốn của anh á, là trẻ 52 đó. Rồi rồi ok. Được ha. Nó vậy đi rồi để rồi tìm hiểu thêm. Ủa ảnh sinh năm mấy rồi? Anh Hoàng. Thì ảnh là 66 tuổi. Sinh năm 1958. Rồi thôi vậy hai người đồng ý cho số Zalo ha. Rồi rồi ok. Rồi để chiều tối Minh Hoàng rảnh rồi sẽ gửi số Zalo cho hai người ha. Rồi 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 ok. Rồi rồi vậy chào anh về nhà đi ha. Rồi rồi anh đi chợ chút rồi mới về nhà. Rồi.